Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Everest nhé, dòng xe thuộc phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ cực kỳ ăn khách của nhà Ford. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp ngày 8 tháng 8 của năm 2024, em sẽ được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán được tăng cường giảm giá ở cái thời điểm ngày 8 em đang cập nhật. Hiện tại chính sách giá bán của dòng xe Ford Everest này đang rất là tốt. Nó là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và đang có cái mức ưu đãi lên đến trên 50% lệ phí trước bạ anh em ạ. Một số phiên bản nó có cái mức ưu đãi còn đặc biệt hơn là tặng anh em những cái gói phụ kiện vô cùng là nhiều ở thời điểm này anh em nhé. Hiện tại Ford Everest được bán ra thị trường với rất nhiều phiên bản, bao gồm phiên bản Everest Ambient này, Everest Sport, Everest Titanium 1 cầu, Everest Titanium 2 cầu và phiên bản Everest Platinum. Hiện tại ở trong cùng phân khúc thì Ford Everest đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Toyota Fortuner này, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Santa Fe hay là với chiếc xe Mazda CX-8 đúng không ạ? Những cái phân khúc của dòng xe SUV này thì gần như là Ford Everest luôn đứng đầu bán chạy nhất của cái phân khúc SUV anh em ạ. Và chi tiết về khuyến mại và tổng lăn bánh của dòng xe Ford Everest như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Everest Ambient nhé. Bản này thì đang có mức giá là 1.099.000. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến trên 50% lệ phí trước bạ, cũng như là vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.175.000, trả góp thì đang là 308.000, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.153.000, trả góp thì đang là 286.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.135.000, trả góp thì đang là 267.000. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cơ bản để anh em có thể tự đi đăng ký rồi, cũng như là chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói thôi anh em nhé. Hiện tại cái phiên bản Ford Everest Ambient này, bên em đang sẵn một xe màu đen duy nhất để có thể giao ngay. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ. Và dự kiến ký chờ thì vào khoảng cuối tháng 8 thì bên em sẽ có xe để giao cho anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Everest Sport. Bản này thì đang có mức giá là 1.178.000. Hiện tại chính sách giá bán cũng đang được tăng cường giảm giá anh em ạ. Với cái mức ưu đãi như thế này thì bên em đang hỗ trợ giảm trên 50% lệ phí trước bạ anh em nhé, trừ trực tiếp vào giá xe. Và cái dòng này thì thực sự là nó cũng rất là ít xe về. Hiện tại thì anh em đặt xe thì đâu đó vào khoảng 15 đến 25 tháng 8 này thì cái lô xe mới nhất của bên em về là dự kiến có xe màu trắng, màu đen và một xe màu ghi xám là có thể là giao luôn được. Và anh em bắt buộc phải đặt xe ở thời điểm này thì thời điểm tiến độ xe về thì mình mới có xe để giao anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.263.000, trả góp thì đang là 328.000, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.239.000, trả góp thì đang là 304.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.221.000, trả góp thì đang là 286.000 đó. Hiện tại cái tiến độ xe cũng như là cái mức giá bán và cái chương trình khuyến mại và em đã tính tổng lăn bánh rất là chi tiết rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi ngay cho em để em đặt xe và có những cái chính sách giá bán chi tiết nhất để gửi tới anh em nhé. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Everest Titanium 1 cầu. Bản này thì được nâng cấp với rất nhiều những cái tính năng và option. Anh em cần biết về tính năng option và các trang bị như thế nào thì em sẽ gửi trực tiếp cho những anh em quan tâm và muốn lấy thì em sẽ gửi qua Zalo cho anh em nhé. Với cái mức giá đang là 1.299.000,
đại lý bên em cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 50% lệ phí trước bạ trừ trực tiếp vào giá xe anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.402.000.000, trả góp thì đang là 361.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.376.000.000, trả góp thì đang là 335.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.358.000.000, trả góp thì đang là 317.000.000. Hiện tại với cái chính sách bán cam kết giá thì anh em thực sự quan tâm thì gọi điện cho em, thì em chia sẻ cái giá giảm nó sẽ cụ thể hơn. Vì là thời điểm này là em báo giá public ở trên này thì sẽ bị vi phạm chính sách về marketing anh em nhé. Em đang bán dưới chính sách cho phép anh em ạ. Anh em cần mà cái giá chi tiết cụ thể thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin cho em để em hỗ trợ anh em nhé. Và tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Titanium 2 cầu. Bản này cũng đang cam kết giá với cái mức rất là thấp, nhưng mà bên em đang hỗ trợ rất là tốt về giảm tiền mặt để cho anh em có thể là cân đối quyết đoán đấy ngay. Với cái mức giá niêm yết đang đề xuất là 1.468.000.000, sau khi trừ tiền mặt lên đến trên 50% lệ phí trước bạ và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.587.000.000, trả góp thì đang là 407.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.557.000.000, trả góp thì đang là 377.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.539.000.000, trả góp thì đang là 359.000.000. Đó. Với cái phiên bản Titanium 2 cầu này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Mức ưu đãi thì anh em cảm thấy phù hợp thì gọi điện cho em thôi. Vì cái giá này là giá giảm hết cỡ rồi, không còn có thể linh động thêm được nữa đâu. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ đặt xe anh em nhé. Và cuối cùng là cái phiên bản Everest Platinum. Bản này thì đang có mức giá là 1.545.000.000. Với phiên bản này thì anh em phải đặt xe và em sẽ chia sẻ chi tiết về lăn bánh khi anh em gọi điện trực tiếp cho em nhé. Vừa rồi thì em đã chia sẻ tới anh em 4 cái phiên bản của dòng xe Ford Everest này rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.